quý vị thân mến dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người song những ngày qua đối với người dân việt nam chúng ta trôi qua thật dài khi chúng ta phải trải qua một sự mất mát vô cùng to lớn trước thông tin tổng bí thư nguyễn phú trọng từ trần niềm tiếc thương vô hạn ấy bao trùm cả một dân tộc từ thành thị Đến nông thôn, khắp các phố phường thôn xóm, từ người già tới người trẻ, ai nấy đều bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu? danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Dân, quý vị thân mến, những câu nói ấy vẫn như cứ đang vang dặn đâu đây trong gần 100 triệu trái tim của người dân Việt Nam như một câu khẩu hiệu thôi thúc nhân dân học tập và làm theo lời Tổng Bí Thư đã dạy. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram, Youtuber, câu nói ấy được hàng triệu những người trẻ chia sẻ như là một lý tưởng sống cần học tập và nói theo sinh thời tổng bí thư nguyễn phú trọng đã từng nói rằng trên ngực áo này không một tấm quân chương nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim và trái tim của tổng bí thư nguyễn phú trọng người chiến sĩ cộng sản nhà lãnh đạo xuất sắc trí tuệ bản lĩnh một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đọc vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Cả cuộc đời 80 năm cống hiến đến giây phút cuối cùng của cuộc đời không nghỉ ngơi một ngày nào. Dẫu biết rằng Trần gian là cõi tạm, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Thế nhưng, nỗi xót xa cướp dân đầy trong hàng triệu trái tim người Việt thương lắm người cộng sản thương những đêm mất ngủ vì dân thương những ngày tháng tần tảo thương tuổi già mà vất vả thương cho cuộc đời vinh quang hôm nay trời mưa như khóc khóc cho một tượng đài đã mãi mãi ra đi trọn cuộc đời vì nước vì dân chưa một phút nghỉ ngơi cho riêng mình mỗi lời nói hành động của tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn giản dị gần dân đi dân mến ở dân thương đó chính là điều quý giá mà tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm được trong cuộc đời của mình bởi thế mà tổng bí thư được sống giữa lòng nhân ái và tình yêu thương bao la của nhân dân không chỉ trong trái tim người việt nam mà cả trong trái tim của bạn bè quốc tế với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí Thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở tâm quyết với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương đảng, chính phủ, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Là một người đảng viên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã ý thức rất cao về sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân với một định hướng đẹp và không lay chuyển. Như lời của một bài hát, lời thơ mà nhiều lần Tổng Bí Thư đã nhắc đến. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Và còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi. Trong suốt 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người cộng sản kiên cường kiên định chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội giữ gìn nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng tính tiên phong gương mẫu không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện sâu sát cơ sở gần gũi với đồng bào đồng chí đặc biệt trong ba nhiệm kỳ qua Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến lớn đối với công cuộc phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện chiến lược về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thế nhưng, là người sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khi nhận quy hiệu 55 năm tuổi đảng, vẫn chỉ nhận rằng tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục rèn luyện của đảng sự kèm cặp chỉ đạo của các đồng chí đảng viên đi trước sự cộng tác giúp đỡ của đồng chí đồng nghiệp sự động viên ủng hộ của nhân dân mà trực tiếp là những cơ quan nơi tôi từng học tập công tác và làm việc trên cương vị là tổng bí thư đồng chí nguyễn phú trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư xây dựng đoàn kết thống nhất ý chí hành động trong đảng tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị đã lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn thách thức giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật làm cho cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao càng bền vững trong cuộc đời sự nghiệp của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn trăn trở tâm quyết với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ông đã có nhiều câu nói thấm thía về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đó là những đau đáu về tương lai vận mệnh của dân tộc dưới đây là những tâm tư lời nhắc nhở với đảng viên bộ máy chính quyền mà sinh thời tổng bí thư đã nói trong rất nhiều sự kiện khác nhau thứ nhất ta là con cháu cụ hồ đảng là đảng cộng sản việt nam dân tộc là dân tộc việt nam đất nước này nhất định phải phát triển đi lên không được phép tụt hậu so với các nước khác không cam chịu kém người khác chúng ta phải xác định quyết tâm ý chí như vậy thứ hai đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sĩ tiền bạc lắm làm gì chết có mang theo được đâu danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất thứ ba hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của ăn ngon mặc đẹp mà còn ở sự phong phú về tâm hồn được sống giữa tình thương và lòng nhân ái lẽ phải và công bằng thứ tư văn hóa là hồn cốt của dân tộc nói lên bản sắc của dân tộc văn hóa còn thì dân tộc còn do đó nếu mất văn hóa là mất dân tộc thứ năm đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không làm nản chí chung bước, sợ sai không dám làm của cán bộ đảng viên mà chỉ làm chung bước những ai có động cơ không trong sáng đã trót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi, ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm. Thứ sáu công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ quyết liệt hiệu quả tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng khẳng định quyết tâm rất cao của đảng nhà nước trong chống tham nhũng không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào thứ bảy cán bộ vào ban chỉ đạo chống tham nhũng mà lại đi tư túi vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa ông nào vướng vào tôi xử trước xin nói thẳng là như thế thứ tám kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới như bác hồ đã dạy cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây, cây thứ chín kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lỗ sống chống chọi mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền cục bộ ưu ái tuyển dụng người nhà người thân không đủ tiêu chuẩn thứ 10 mỗi cán bộ chiến sĩ công chức cơ quan đội chính phải thường xuyên tôi luyện rèn dũa bản thân để thanh bảo kiếm luôn rắn rỏi và sắc bén dám dung kiếm và dung kiếm đúng lúc chém đúng đối tượng, không bị sức mẻ, để lá chắn luôn vững vàng, chắc chắn. Không một viên đạn mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn mũi tên bột đường. 11. Cái lò đã nóng lên rồi, thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc. Có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được. cả nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. 12. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ độ tiềm lực gì thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 13 phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện đớn hèn bị mọi người khinh bỉ để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng ta đã sống có ích đã mang tất cả đời ta tất cả sức ta hiển dân cho sự nghiệp cao cả nhất vì vinh quang của tổ quốc và đảng vì hạnh phúc của nhân dân 14 con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa, lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện đớn hẹn, những hành động phi pháp bỉ ổi là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. 15. Chúng ta đã từng thực hiện chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân toàn diện. Bây giờ, đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng phải toàn dân, các cấp cùng làm. Trung ương không xuống làm hộ, mà anh nào ở địa phương không làm được thì xử lý anh đấy. Đã không xứng đáng thì thôi, nên từ chức sớm đi. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. 16. Đừng nhìn gà quá cuốc đừng thấy đỏ tưởng là chính, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sĩ. 17. Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, ngậm miệng ăn tiền hoặc cực đoan muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ đều là không đúng. 18. Nếu bản lĩnh chính trị tốt, không bị lôi kéo thì làm gì có tham nhũng? Nếu đạo đức trong sáng, giữ gìn liêm sĩ thì làm gì mà tham nhũng? Cái đó là gốc. Phải thực sự gương mẫu, thực sự là thanh kiếm, là lá trắng. Kiếm phải sắc, lá trắng phải vững, tâm phải trong sáng, đức phải tốt. 19. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lỗ sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. 20 đánh một con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được cái bình hoa, tức là phải giữ được cái ổn định." Đồng chí Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản xuyên suốt của Đảng, là nguyên lý thành công của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu duy nhất đúng để đạt được tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh một dân tộc một đảng mà mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng hiểu rõ rằng đảng phải biết tự sửa biết dựa vào dân để chỉnh đốn chỉnh đốn là từ bên trên trở xuống vì vậy đồng chí đã trực tiếp làm tổng tư lệnh trưởng ban chỉ đạo cuộc chiến chống tham nhũng với tinh thần không khoan nhượng ai không làm ai do dự thì đứng sang một bên và cuộc chiến này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ trong dân dân là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo quyết liệt kiên trì đồng bộ toàn diện bài bản đi vào chiều sâu có bước đột phá gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nhiều tư tưởng quan điểm phương châm chỉ đạo nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do tổng bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả được khẳng định qua thực tiễn mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý có giá trị cả về lý luận và thực tiễn lò lửa của nhân dân được nhóm lên không chỉ khiến củi khô củi tươi đều phải cháy mà còn có tác dụng răng đe suy ngẫm cho cả những ai tay chưa kịp nhúng chạm ở cương vị nào tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng tự răng mình dũa sáng tứ đức cần kiệm liêm chính mà chủ tịch hồ chí minh sinh thời đã dạy từng bước trưởng thành và đã cống hiến trọn đời cho đảng cho dân đồng thời tổng bí thư luôn yêu cầu từng cơ quan địa phương từng cán bộ phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm của mình phải toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung phải đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết trước hết phải lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống nhất là hiệu quả công tác uy tín của bản thân và gia đình để làm thước đo chủ yếu. Phải trên cơ sở tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ để tạo ra một ekip, một tập thể cộng sự ăn ý, đoàn kết thống nhất, có sức mạnh. Thể xác ông nằm đó, tâm hồn ông dẫn đây, tâm hồn của hoa hướng dương, tâm hồn của bồ cấu trắng tâm hồn của đá kim cương tâm hồn của người cộng sản nhân dân cả nước luôn dành sự kính trọng tin tưởng cho tổng bí thư nguyễn phú trọng người cộng sản chân chính một lãnh đạo tài ba người luôn nhất quán giữa nói và làm lấy dân làm thước đo lấy dân làm chuẩn mực lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu luôn gần dân sát dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn thể hiện rõ phẩm chất cần kiệm liêm chính chỉ công vô thư theo tấm gương của chủ tịch hồ chí minh là người luôn kiên định quan điểm tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh giờ đây khi nhìn lại có thể thấy cuộc đời của tổng bí thư nguyễn phú trọng là người cộng sản chân chính người học trò rất xuất sắc gương mẫu trung thành tiêu biểu của chủ tịch hồ chí minh và các nhà lãnh đạo xuất sắc gương mẫu lớp trước của đảng ta nhân dân ta chúng tôi những cán bộ đảng viên quần chúng tất cả những người việt nam ở trong ngoài nước và bạn bè quốc tế xin chỉnh biệt tổng bí thư tự hào và vô cùng biết ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng chúng ta sẽ nhớ mãi về tổng bí thư nguyễn phú trọng như một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm nhìn và tư duy chiến lược luôn trăn trở lo toan cho dân cho nước nhưng cũng giản dị gần gũi và giàu lòng nhân ái tổng bí thư là ngọn lửa ấm áp bỗng cháy là ngôi sao sáng chói sáng mãi không bao giờ tắt tạm biệt nhé người cộng sản người học trò người đốt lò nhà chính trị ngủ ngon nha ông từ nay dân ta sẽ không thấy nụ cười người cộng sản từ nay sẽ không thấy người tổng bí thư ấy nữa. Từ nay sẽ không thấy người đốt lò quen thuộc. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trong nhiều tôn giáo tín ngưỡng cổ xưa của nhân loại, con mắt thứ ba được đề cập đến khá nhiều với những khả năng thần bí khó lý giải về sự siêu nhiên của con người chúng ta. Và gần đây câu chuyện về sư Minh Tuệ lại một lần nữa khiến cho cộng đồng lan truyền thông tin sư minh tuệ có con mắt thứ ba có thể nhìn thông tỏ dạng sự trên đời vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào hay chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ vâng kính thưa quý vị câu chuyện về sư minh tuệ và sự xuất hiện của sư trong thời gian qua đã gây được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng phật tử nói riêng và người dân việt nam nói chung Hình ảnh của một vị khất sĩ trong trang phục hơi khác màu đối với trang phục của những tu sĩ chúng ta thường thấy với đôi chân trần và đầu trần. Sư đã đi khất thực trên khắp đất nước, đã làm nổi bật sự đối lập giữa thầy tu thật và thầy tu giả. Điều này đã khiến cho nhiều người nhận ra sự quý giá và chân thành trong nỗ lực tu hành của sư Minh Tuệ sư được ví như một ngọn đèn chiếu sáng giữa màn đêm u tối soi rọi vào mọi góc khuất của niềm tin chung và đặc biệt là trong giới tu hành phật giáo sự hiện diện của sư không chỉ là một sự kiện trọng đại mà còn mang đến hy vọng và khích lệ cho những ai đang lạc lối trên con đường tu hành giúp họ nhận ra những sai lầm và quay trở về với con đường chánh pháp Ngoài những hành trang tu hành đầy thực tâm, sư Minh Tuệ còn được biết đến với những câu chuyện tâm linh kỳ bí và trùng hợp đáng kinh ngạc. Một trong những điều được đồn đại nhiều nhất là sự có mặt của một con mắt thứ ba đặc biệt, cùng khả năng tiên tri về số phận của mình và của người khác. Điều này đã làm cho người dân cả nước đặc biệt chú ý và quan tâm. Vậy, thực hư về con mắt thứ ba của sư minh tuệ là như thế nào chúng tôi kính mời quý khán giả cùng theo dõi trong video dưới đây nhé mới đây trong một video sư minh tuệ trả lời về tương lai của mình khi có quá nhiều người đi theo ông để quay phim chụp hình làm cản trở con đường tu hành và thiền định của ông sư minh tuệ đã có những chia sẻ đầy cảm động sư đã biết trước về tương lai của mình sẽ còn gặp nhiều kiếp nạn thậm chí có lúc không còn có thể đi khất thực và gieo chuyên lành được nữa. Sư Minh Tuệ đã nói rằng Ngài sẽ ẩn tu trong rừng ăn lá cây để sống. Ôi, sau khi nghe những lời này của Thầy lại thấy xúc động và xót xa cho một bậc chân tu. Lời tiên tri về tương lai của Sư Minh Tuệ chúng tôi xin được tường thuật lời của Sư Minh Tuệ khi Sư nói về tương lai xa khi gặp trùng trùng kiếp nạn bị người dân bám theo như sau nếu mà họ ấy quá thì mình chui vào trong rừng mình ở đó mình chẳng gieo duyên với ai mình an lạc trong đó ăn lá cây ăn cây rừng và mình chẳng thèm khất thực với ai nữa mình đi gieo duyên mình đi khất thực nhưng mà họ nói không cho đi khất thực nữa thì con về núi con ở trên đấy con tu thiền ở trong hang trên đấy ăn cái lá cái quả rừng thì tội sống con cũng hết đời con rồi con cũng đi theo cái nghiệp duyên của mình đấy cái đó cũng là an lạc để mình học tập thì mình thấy khất thực ngược lại mình cũng đừng buồn khổ mình chả lo gì cả cứ kệ họ mình cứ đi những lời nói đầy xúc động này không chỉ là những tiên tri về tương lai mà còn ẩn chứa những thông điệp mạnh mẽ sâu sắc về lòng kiên định cũng như sự an lạc trong tâm hồn của một bậc chân tu minh tuệ. Trong từng lời nói của ông như cảm nhận được cả một bầu trời tấm tư và sự quyết tâm không lay chuyển trước những thách thức khôn lường của cuộc đời tu hành. Sư Minh Tuệ thấu hiểu rằng con đường tu hành không bao giờ là dễ dàng. Nó là một hành trình đầy thử thách và gian nan. Ngài biết rằng mình sẽ phải đối mặt với nhiều kiếp nạn, đặc biệt là từ những người dân đeo bám vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng ngay cả khi phải ẩn tu trong rừng, sống nhờ vào lá cây, ngài vẫn giữ vững tinh thần an lạc, bình thản đối diện với mọi khó khăn. Ngài không lo lắng hay là buồn khổ về những trở ngại có thể đến, mà thế vào đó, ngài chọn cách chấp nhận và sống hài hòa với hoàn cảnh. Những lời tiên tri và tâm sự của sư Minh Tuệ không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn để lại trong lòng họ một nỗi xót xa sâu lắng dành cho một bậc chân tu. Sự thanh thản và quyết tâm của sư Minh Tuệ là lời nhắc nhở quý giá cho tất cả chúng ta về giá trị của sự bình an nội tại và sự kiên trì tinh tấn trên con đường tu hành để tu được như sư Minh Tuệ con người đó phải hội tụ đủ vô vàn đức tính dũng cảm kiên nhẫn khiêm tốn thật thà như lời nhà phật đã dạy đủ nhân duyên mới thành tựu được những lời chia sẻ của sư minh tuệ là ánh sáng dẫn đường cho những tâm hồn đang tìm kiếm sự an lạc và chân thật trong cuộc sống là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng tin và sự kiên định đáng chú ý mới đây trên mạng xã hội mọi người đã phát hiện ra rằng dường như sư minh tuệ có một con mắt thứ ba vô cùng đặc biệt một trong số bài viết đó như sau có ai để ý là thầy minh tuệ có con mắt thứ ba giữa trán hay không đó là con mắt thần thông uy lực giúp thầy nhìn thấu và giữ gìn chánh pháp con mắt này đã soi đường đạo cho thầy cầu cho thầy được chân cứng đá mềm đủ gieo duyên thương yêu khắp mọi nơi A Di Đà Phật. Ngay khi xuất hiện bài đăng này, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều gật gù đồng tình, vì cho rằng con mắt thứ ba quyền bí của sư Minh Tuệ lộ rất rõ trên trán. Một số ý kiến của cộng đồng mạng như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, rất đúng nha. Tôi đã thấy con mắt này của ngài từ lâu, chỉ có một bậc chân tu mới có con mắt này thôi, nhìn giống như thật. Những người có con mắt thứ ba đặc biệt lắm thì phải như thần thông có thể hiểu biết được nhiều chuyện. Hèn chi người thường sẽ không bao giờ có. Sự minh tuệ làm nên những điều phi thường nên có con mắt thứ ba đó. Cận cảnh con mắt thứ ba của sư minh tuệ xuất hiện ghi thực sự. Có người còn nói hôm nay mới thấy rõ sư minh tuệ có con mắt thứ ba mắt thánh nhân thiên nhãn xuất hiện. Còn mắt thứ ba của sư Minh Tuệ có thể nhìn thấu ba cõi, soi sáng trong bách cha trăm họ, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn chúc thầy nhiều sức khỏe, cầu mong sẽ có một ngày thầy vào Nam để tín đồ Phật giáo của chúng con gặp thầy. Khi thầy nhắm mắt thì con mắt ấy nhìn to rõ, khi thầy mở mắt thì không thấy nữa. Mình thấy vậy. Cũng có người cho rằng đó chỉ là khúc xạ ánh sáng thôi mấy bạn ơi. Chắc trên trán Giống sẵn đã có vết lõm rồi. Ánh sáng chiếu vào sinh ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng bà thôi. Mọi người giờ cứ coi thầy là công dân bình thường thôi nhé. Lại cũng có người cho rằng những ai từng xem phim của Ấn Độ về Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thấy những tình tiết ngày càng giống trùng hợp một cách làm tôi sợ. Trùng hợp cả việc trong đoàn có người mất luôn càng nghĩ càng sợ sự trùng hợp ấy con mắt thứ ba còn được gọi là huệ nhãn hay là tuệ nhãn thần nhãn thiên nhãn thông khái niệm này con mắt thứ ba được đề cập rất nhiều trong phật giáo ấn độ yoga và các kinh điển của phật giáo tây tạng theo một số tài liệu những người sở hữu con mắt thứ ba thường được cho là những người sở hữu siêu năng lực có khả năng nhìn thấu tương lai quá khứ thần giao cách cảm, chuyển di tư tưởng giao tiếp từ xa, khả năng thu nhập kiến thức trực tiếp từ trí tuệ của vũ trụ, đọc ý nghĩ của người khác hay là khám bệnh tâm linh. Chính vì vậy, con mắt thứ ba được cho là nơi có siêu sức mạnh của con người ẩn giấu theo những lời đồn đoán rất bí ẩn. Rất có thể sư Minh Tuệ đang sở hữu con mắt này. Để lý giải về hiện tượng này, chúng tôi xin đưa ra một số dẫn chứng và tài liệu mà chúng tôi tìm hiểu được xin gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Trên tờ báo Công an nhân dân ngày mùng 3 tháng 9 năm 2006 có bài viết đáng chú ý về vấn đề này với tiêu đề Lý giải của các nhà khoa học về con mắt thứ ba. Theo đó, theo các nhà khoa học trên thế giới, con mắt thứ ba có thể là cơ quan giúp một số người có được những khả năng đặc biệt như tiên tri hay là thần giao cách cảm còn đối với các nhà yoga các nhà thiền sư lỗ lạc thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có con mắt đó vấn đề là có biết mở nó ra hay không mà thôi truyền thuyết cổ xưa của phương đông lại khẳng định con người có những trung tâm năng lượng đặc biệt có khả năng đọc và phát ra các dạng ý nghĩ và nó được gọi là con mắt thứ ba ta có thể thường xuyên bắt gặp con mắt thứ ba được gắn lên trán của các vị thần linh qua hình vẽ hoặc các pho tượng tại những đền chùa đạo Phật. Những nhà yoga và những nhà thiền định tài ba trên thế giới đều khai thác được những khả năng tâm lý khác thường này. Con mắt thứ ba của một số nhà yoga và thiền định có tác dụng như những tia x-quang đi xuyên qua những bức tường nhìn thấy vật đằng sau hoặc phát hiện ra được kho báu dưới lòng đất. Họ còn có thể quan sát được các sự kiện diễn ra ở bất cứ thời gian nào và ở bất cứ đâu trên trái đất. Ở Ấn Độ, những người có khả năng như vậy được gọi là Chikalala, có nghĩa là người biết được quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở châu Âu, người ta gọi là nhà chiêm tinh học. Các nhà khoa học khẳng định dựa vào cấu trúc của não bộ giật báo trời cho bất cứ người nào cũng có thể mở được con mắt thứ ba bằng cách luyện tập kiên trì và bài bản đối với những người khiếm thị con mắt thứ ba sẽ được bộ não kích thích hoạt động và việc khai mở nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn một số nhà thiền định của ấn độ tây tạng dám mình trong hang động tu luyện suốt cuộc đời đã có thể làm chủ được bản thân khai mở được những bí quyệt quy động được những tiềm năng sâu ẩn trong cơ thể của mình nắm được chìa khóa tác động đến những từng bậc sâu kín của cái tôi đích thực đạt được những khả năng siêu phàm bí ẩn tới được những cảnh giới tối cao làm biểu hiện bản tính chân như hợp nhất cá thể cùng vũ trụ khi các nhà thiền định hòa hợp được với vũ trụ là quyền năng của họ là không thể lường được hết ý thức con người như một tảng băng phần ta nhận ra chỉ là phần nổi, còn tiềm thức là phần chìm. Thiền định có những phương pháp khai thác được phần tiềm năng còn chìm trong mỗi con người. Do vậy, thiền định có thể làm sáng tỏ những bí ẩn của con người trong vũ trụ thông qua con mắt thứ ba. Một số nhà nghiên cứu nổi tiếng về con mắt thứ ba nhận định rằng con mắt thứ ba nằm ở vùng đỉnh hoặc vách xương chẩm ở đầu. Từ cách đây nhiều thế kỷ, con mắt này rất hữu ích và có một số tác dụng đặc biệt nó như thấu kính hội tụ truyền đi tối đa thông tin mà nó nhận được giúp con người giám sát xung quanh một cách toàn diện tuy nhiên trong suốt thời kỳ tiến hóa con mắt này đã dịch chuyển vào sâu trong não bộ điều này có liên quan rất rõ đến nền nghệ thuật ấn độ bởi trong các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa bao giờ họ cũng vẽ một con mắt ở trán và họ coi đó là trung tâm có khả năng đặc biệt bằng ngoại cảm vô hình. Cũng theo các nhà khoa học thì những người dồi dào sinh khí tràn đầy sức sống thường hay có từ trường sinh học. Trong điều kiện nhất định, những từ trường này có thể trở thành con mắt thứ ba. Điều quan trọng là phải biết khai thác tối đa nguồn năng lượng sinh học quyền ảo và tinh tế trên và điều khiển được nó trong cơ thể mình thì mới phát huy được tác dụng thực hư về việc sư minh tuệ có con mắt thứ ba hay không thì chúng ta phải chờ đợi thời gian trả lời cũng như chỉ có sư minh tuệ mới biết được điều này nhưng có một điều chắc chắn rằng ông là một trong những bậc tu hành chánh đẳng chánh giác nhất ở thời điểm hiện tại được nhiều người biết đến nhất mới đây trên trang mạng xã hội lưu truyền một bài viết có liên quan đến sư minh tuệ rất đáng chú ý như sau thầy dường như có con mắt thứ ba, tuệ nhãn, con mắt của trí tuệ bất khả tư nghị. Chính những lúc tôi chao đảo, mông lung trong cuộc sống thì hình ảnh của thầy Minh Tuệ luôn hiện ra và nhắc nhở tôi về những khó khăn mà thầy đã gặp phải trên con đường tu hành, còn lớn hơn những khó khăn của tôi rất nhiều. Những khi tôi nhục chí trùng chân thì bóng sư Minh Tuệ loáng thoáng một bên đồng viên an ủi tôi bước ngoặt của cuộc đời tôi là đã được nhìn thấy hình ảnh của bậc chân tu Sư Minh Tuệ. Mặc dù Sư Minh Tuệ chẳng nhận mình là sư hay là thầy của bất kỳ ai cả, nhưng chính những sự hành trì kiên định và một lòng hướng Phật của Thầy Minh Tuệ đã là những giải pháp vô cùng sống động, trợ duyên và nâng đỡ thôi. Kiên trì tu tập thiền định hàng ngày, hành trì giữ giới, sám hối sáu căn và điều tuyệt vời nhất là được nghe những lời thầy chia sẻ, những câu nói thâm thúy của sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ không phải là một giảng sư, nhưng lại có biết bao nhiêu đệ tử thầm lặng. Sư Minh Tuệ trên con đường khất thực của mình trở thành một du tăng khất sĩ, nhưng đã vô tình thực hiện đại nguyện quằn pháp lợi sanh của một người xuất gia. Sư Minh Tuệ giống như một ngọn bảo đăng chiếu sáng rực rỡ tứ bề trên con đường tu học mà tôi đã chọn để đi đến tận cùng của cuộc đời mình. Khi chưa đủ duyên gặp sư Minh Tuệ, tôi chỉ là một Phật tử đơn thuần, chỉ biết đi chùa lễ Phật, tay bưng ngọn đèn đi trên nẻo đạo mà lắm khi không biết phải đi về đâu. Đi về hướng nào, rẽ trái hay là rẽ phải, thẳng tiến ngõ trước mặt hay là quay trở lại sau lưng. Đến khi gặp được thầy rồi, Tôi từng buổi từng ngày tự tin hẳn lên trong cuộc sống của mình. Có biết bao nhiêu điều để đương đầu ứng phó. Tôi đã dần dần biết kiểm soát từng bước chân của mình. Tôi biết rõ mình đang đi đâu, tin cái gì, khi nào dừng lại, khi nào bước nhanh, khi nào nên bước chậm rãi khoan thai, khi nào nên dũng mãnh bước những bước hiên ngang và khi nào dừng chân đứng bất động trong im lặng quay về với nội tâm quay về với chính mình đó là nẻo đường mà cuộc đời tu tập của thầy minh tuệ đã dạy cho tôi khi chưa gặp được sư minh tuệ tôi ê a à đọc kinh lầm rầm trì chú hai tay cung kính khư khư ở mang pháp phật như chủ khí hộ thân đi trên đường đời mà lắm khi không rõ bao vật mình mang theo đó có giá trị như thế nào nó quý giá bao nhiêu công rộng hữu hiệu ra sao khi gặp được sư Minh Tuệ rồi, tôi mỗi ngày, mỗi sáng mắt lên, khai thông đầu óc, hiểu rõ từng câu pháp cú, biết được từng đoạn kinh hay, thấy được giá trung hữu bảo, để thôi nhọc công tìm kiếm những thứ xa xăm, trắc trở và huyễn hoặc mơ hồ mà tự quay trở về nhà. Lục lọi những kinh sách để chiêm bái, nâng niu, nghiền ngẫm, suy tư, để thực hành những ứng dụng, những lời Phật dạy. Khi chưa gặp được sư minh tuệ, cái tôi, cái ngã của chính mình lúc nào cũng đè nặng lên vai, nên rất ít khi tôi chịu nhường nhìn ai, rất ít khi tôi bao dung tha thứ, rất ít khi tôi nhận lỗi về mình mà cứ trách, cứ bắt bẻ lỗi của người khác. Tôi hay tự ái, tôi hay bừng bừng nổi cơn nóng giận, lẫy hờn, giống như một con thú quan bị thương tổn giữa cuộc sống đa đoan và quá nhiều thử thách được gặp sư minh tuệ rồi tôi thấy được rõ mình chỉ là một sinh linh bé bỏng nhỏ nhoi nhận ra mình chỉ là một hạt bụi giọt nước chẳng có ý nghĩa gì chẳng có chút trọng lượng hay thể tích nào giữa muôn trùng núi cao biển rộng và trời đất bát ngát mênh mông từ khi gặp được sư minh tuệ cuộc đời tôi như mở những trang sách mới tôi được thêm niềm tin thêm nghị lực để bước từng bước trên con đường tu sửa có thể chuyển được nghiệp của mình. Càng học càng tu sửa, tôi càng đương đầu chống chọi với nhiều thử thách gian trung, càng gặp nhiều, càng thấy nhiều những chướng duyên nghịch cảnh đến với mình. Đôi lúc chướng duyên như gió bão, nghịch cảnh như quả quạng ập đến bất thường và hung bạo. Tôi yếu đuối, tôi trao đảo, tâm hồn tôi ngã nghiêng, tôi sưng si gào thét nhưng rồi đã có sư minh tuệ hiện ra ánh sáng và chiếu soi không phải bằng hình tượng mà bằng đạo hạnh bằng từ ngôn hiền ngữ vốn đã thấm sâu vào tấm tưởng của tôi từ những ngày tôi theo học đạo phật bóng dáng của sư minh tuệ đã dịu dắt tôi đứng dậy sau mỗi lần tôi vấp ngã sư minh tuệ đã quá thân thành một trụ cột vững chãi chắc chắn cho tôi nương tựa khi tôi lao sao liêu xiêu và thành chiếc phao cứu sinh căng đầy khi tôi muốn bám víu khi tôi đang dùng dãy chơi với giữa những sóng nước cuồn cuộn của cuộc đời từ khi biết đến sư minh tuệ tôi biết buông xả tôi tha thứ cho người khác một cách dễ dàng tôi tự làm tiêu tan cơn giận đang nổi lên trong lòng mình một cách chớp nhoáng tôi bỏ ngoài tay một cách dửng dưng những lời đàm tiếu chê bai những lời khích bác dèo biểu của người khác ném về phía mình. Và tôi biết cả cách nghe bên tay này chạy qua tay kia những lời khen tục ngợi ca mà mọi người dành cho mình. Tôi biết cách hòa hợp với đại chúng, hòa hợp với đạo tràng. Có lắm đạo hữu mà trước đây tôi rất kiên trẻ, sợ sệt. Tôi biết cách bình tâm đón nhận những chuyện buồn lo, những biến đổi trái ý, những phiền não từ bác phong trong cuộc sống đời thường để sáng suốt xử lý và giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Trước khi biết đến sư minh tuệ, con đường học đạo tu tâm sửa tính của tôi không phải phẳng phiêu thông thoáng thuận lợi dịu êm, mà còn phải đương đầu với rất nhiều đồi núi chông gai, vượt quá nhiều bụi gai gốc. Tôi tu học cũng không phải xuất sắc giỏi giang gì, dù đã luôn quyết tâm giữ tinh thần tinh tấn cố giữ quay nghi nhưng do bản lĩnh yếu kém đạo lực chưa đủ lớn mạnh để chiến đấu với ma tâm tranh sức với tà kiến cho nên đôi lần tôi đã muốn buông tay lùi bước nhưng hình ảnh của sư minh tuệ đã nhắc tôi quay trở về với chánh đạo những lần tôi trăn trở với những câu hỏi to tướng lẫn quẩn trong đầu thì hình ảnh của sư minh tuệ chiếu rọi vào tâm hồn của tôi làm cho tôi tỉnh ngộ, thông suốt. Ánh sáng trí tuệ của sư Minh Tuệ đã truyền vào thấm đậm trong tôi, kéo tôi ra khỏi u mê, tâm tối, kéo tôi ra khỏi nhiều nỗi sợ hãi, để tôi ngày càng tăng thêm niềm tin vào Phật Pháp, tinh tấn, bước chậm và chắc chắn trên con đường tu học, còn dài hung hút của mình. Dẫu có mai này, theo lẽ vô thường và nhân duyên, tôi không còn thấy được sư minh tuệ tu tập nữa tôi vẫn tin rằng mỗi bước đi của tôi trên con đường tu học vẫn luôn được sư minh tuệ ủng hộ và hóa duyên không còn nhìn thấy sư minh tuệ nhưng bóng dáng của sư minh tuệ vẫn tỏa trùng để che chở bao bọc lấy tâm hồn của tôi đó là những lời nói chân tình và cảm động của một bạn khán giả yêu mến sư minh tuệ viết trên trang mạng xã hội mà chúng tôi hữu duyên biết đến được. Có lẽ ai trong chúng ta sau khi nghe được những lời nói này cũng đều cảm thấy xúc động và rơi nước mắt. Sư Minh Tuệ đã dùng cả cuộc đời của mình hành trì nghiêm khắc 13 hành đầu đà cùng lời dạy của Đức Thế Tôn trong việc giữ giới để tìm kiếm sự giải thoát trong cuộc đời. Theo dõi những câu chuyện về Sư Minh Tuệ làm cho chúng tôi có nhiều suy nghĩ mọi sự kiện xung quanh ông trống suốt như pha lê thật như đếm rõ như ban ngày dễ hiểu như hơi thở của chính mình thế nhưng là thay là có rất nhiều người mến mộ và kính trọng ông hàng triệu con mắt tấm lòng và cảm quan đã dồn về xứ minh tuệ mặc dù ai cũng thấy rõ ràng rằng ông mới chỉ có kiến thức phật học ở mức sơ sơ chưa có một danh xưng nào để xưng tán chưa đăng đàn thọ giới, ông cũng chẳng nói những câu Phật lý minh triết, chẳng kinh kệ sớm hôm. Có nghĩa là ở ông không có một dấu chỉ cho thấy sự trói buộc nào và những quy lệ thường tình của những người xuất gia theo đạo Phật truyền thống. Thế nhưng sư Minh tuệ có cả một dùng hào quang vô hình trong suốt, bao bọc và tỏa triết đến mọi người. Kẻ tôi không còn bám dấp Dánh lợi chỉ là hư không tham sân si đều xả bỏ ái dục đều xa lìa cái ăn cái ngủ cái mặc chỉ đủ để duy trì sự sống bệnh tật sống chết chẳng màng tiền bạc của cả vật chất chẳng bao giờ dính tay lấy khổ hạnh du phương làm an nhiên tự tại cái tánh hữu đời thường của thầy thích minh tuệ phản phất đạo vị tánh không tự tại của đức phật thích ca mâu ni theo dõi bước chân của thầy thích minh tuệ và phản ứng của quần chúng trong cả nước và thế giới quan tâm từng giờ từng phút suốt đêm ngày ai cũng tự hỏi rằng sức hút và phép lạ nào đã quyện vào một nhân vật chân thực thật thà đạo hạnh gần như vô danh chỉ trong vài ba tuần trước đó bỗng nhiên trở thành một hiện tượng siêu quần bạc chúng làm sôi động cả nước như sư minh tuệ và có lẽ điều quan trọng nhất đó chính là sư minh tuệ đã làm xong nhiệm vụ của mình, đem sáu năm khổ tu dồn lại trong mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh quả cho hình ảnh và đạo hành của một bậc chân tu nhà Phật là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước khắp nơi nam châu ít nhất đã có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thượng của một người tu hành Phật giáo chân chính căn bản chính là như ông. Tuyệt nhiên, không phải là những bàn múa mây thời mạt pháp với những tăng ông ni bà đang lợi dụng một đạo phật thập thâm vi diệu trở thành hí trường gây quỷ hay là môi trường kinh doanh trục lợi trước sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng phật tử. Sức ảnh hưởng của sư minh tuệ không chỉ dừng lại ở cộng đồng phật tử và quần chúng dân dân có tín ngưỡng liên quan đến Phật giáo mà ngay cả cộng đồng những người ngoài đạo cũng hết sức yêu mến và tin tưởng ông. Rất nhiều các linh mục công giáo đã dành cho Sư Minh Tuệ những lời khen ngợi hết sức chân thành. Chúng tôi xin chia sẻ đôi lời của linh mục Nguyễn Duy Tân như sau. Hôm nay, chỉ có nhiều người phê bình Sư Minh Tuệ không có ích lợi gì cho xã hội, suốt ngày chỉ đi xin ăn khất thực nên tôi viết vài dòng để bên dược sư. Theo tôi, chúng ta đang sống trong một xã hội chủ trương vô thần và đề cao vật chất thái quá. Vì thế cho nên, đạo đức xã hội đã xuống cấp, thể hiện có những vụ án tham nhũng nổi tiếng, văn hóa đề cao vật chất đã len lỏi từ khắp mọi nơi, từ đường làng, ngõ xóm, kể cả những nơi linh thiêng như bệnh viện trường học vật chất đang lên ngôi cơm áo gạo tiền đất đai nhà cửa xe cộ ai cũng muốn ghi cướp thu vào mình càng nhiều càng tốt chả mấy ai quan tâm đến những giá trị tinh thần như tôn giáo sự thật công bình bác ái buông bỏ siêu thoát dị tha mỗi lần xem video về sư minh tuệ tôi nhớ lại nhớ đến hình ảnh của đức giê xu và thánh phan si phan nếu anh muốn nên hoàn thiện Thì hãy đi bán tài sản của anh Và đem cho người nghèo Anh sẽ được một kho tàng trên trời Rồi hãy đến theo tôi Tài sản vật chất là gì đâu Con trồn có hang Con chim trời có tổ Nhưng con người không có chỗ tựa động Ngài không có một diện tích đất để mà ngã lưng Để dựa đầu Để ngủ nghỉ Xét ra Ngài còn nghèo hơn cả những sinh linh bình thường Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi rao giảng phúc âm với hai bàn tay trắng hoàn toàn tính thác vào Chúa. Đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay đừng cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Trong khi sứ Minh Tuệ còn có ba y một bát, Chúa Giêsu cũng quan tâm đến vật chất khi Ngài làm phép lạ với năm cái bánh mì và hai con cá nuôi 500 người ăn no đê. Ngài không chỉ chăm lo phần hồn mà Ngài còn quan tâm cả phần xác nữa. Nhưng khi người ta bầu Ngài làm vua thì Ngài lại trốn vô rừng vắng. Có vẻ như giá trị tinh thần thì quan trọng hơn giá trị vật chất. Nên khi Ngài nói người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời Chúa nữa. Thánh Phan Xì Phan, Ngài không tu theo mười ba hành đầu đà nhưng Ngài sống theo. Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán đi tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến với tôi. Ngài mặc áo giải thô, chân đất, đi khất thực và lập dòng anh em hèn mọn. Sư minh tuệ không đem lại cho tôi giá trị vật chất, nhưng Ngài đã cho tôi giá trị tinh thần thật to lớn. Và mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của Ngài Minh Tuệ tôi lại nhớ đến Đức Giêsu và Thánh Phan si Phan. Những ai chỉ có tầm nhìn một mét thì chỉ thấy vật chất không bao giờ thấy tinh thần nơi ngại. Đáng chú ý là trong thời gian qua, Thầy Minh Đạo đã nhiều lần lên tiếng công khai ủng hộ Sư Minh Tuệ và tán thán hạnh đầu đà của Thầy. Gần đây nhất, Thầy Thích Minh Đạo lại có một hành động ý nghĩa khi tự tay may một chiếc áo cà sa giống hệt như y phấn tảo của sư Minh Tuệ. Hình ảnh này được đăng tải trên trang Facebook của Tu Viện vào ngày 29 tháng 6, ghi lại khoảnh khắc thầy Minh Đạo chăm chú may áo. Thầy mặc một chiếc áo cà sa màu đỏ với những mảnh vải nhỏ được chấp giá lại với nhau, cẩn thận thực hiện từng đường bay trên tấm giả diệu màu sắc. Hành động này tiếp tục cho thấy sự kính trọng và ủng hộ sâu sắc của thầy Minh Đạo đối với con đường tu hành của sư Minh Tuệ. Y phấn tạo không chỉ là một vật phẩm truyền thống trong Phật giáo, mà còn mang trong mình ý nghĩa sâu sắc và linh thiêng. Đây là biểu tượng cao quý của hành động đà, đồng thời cũng thể hiện sự khổ hạnh và lòng kiên trì của sư Minh Tuệ, người đã mang khái niệm y phấn tạo đến gần với chúng sinh. Thầy Minh Đạo đã đăng tải bức ảnh này với dòng trạng thái có người đã thắp lên cho mình một niềm tin, tinh thần và kỷ lực. Và đây là lần đầu tiên trong đời mình, tự mình may cho mình một chiếc y. Những lời nói này không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn phản ánh tinh thần tự lực và quyết tâm của Thầy Minh Đạo trong hành trình tu học và phụng sự Phật Pháp. Nếu dành thời gian theo dõi, chúng ta đều biết có người ở đây chính là nhắc đến sư Minh Tuệ những lời chân tình này của sư minh đạo là một sự gửi gắm đến người đã truyền cảm hứng và nghị lực cho thầy tình cảm giữa các vị tu hành chân chính như thầy minh đạo và sư minh tuệ thực sự đáng trân trọng họ không chỉ sẻ chia những giá trị cao đẹp của phật pháp mà còn hỗ trợ khuyến khích nhau trên con đường tu hành đầy gian khổ sự kính trọng và ủng hộ giữa hai thầy là minh chứng sống động cho tình đồng đạo sự đoàn kết và lòng kính trọng mà các vị tu hành đã dành cho nhau thầy thích minh đạo không chỉ học hỏi từ sư minh tuệ mà còn lấy cảm hứng từ sự khổ hạnh và tinh thần không ngừng nỗ lực của sư minh tuệ để tự hoàn thiện bản thân nhờ sư minh tuệ ánh sáng chánh pháp một lần nữa lan tỏa rộng khắp soi chiếu và dẫn đường cho nhiều người tìm thấy con đường tu học đúng đắn giúp cho nhiều người phân biệt rõ đâu là chánh đâu là tạ sự kiện này đã thu hút rất nhiều bình luận sôi nổi từ các phật tử phần lớn đều bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng đối với hai sư một số bình luận nổi bật như sau thêm một vị đại dũng con rất xúc động và cảm xúc dâng trào nước mắt không ngừng rơi hai sư rất phù hợp với pháp danh minh tuệ và minh đạo. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn lời tiên tri rùng rợn về số phận sư minh tuệ ít người biết. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau quý vị phật tử và quý khán thính giả thân mến trong thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp lừa đảo lợi dụng lòng tin của phật tử để kêu gọi quyên góp hoặc bán các vật phẩm liên quan đến phật giáo nhằm mục đích trục lợi cá nhân những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm tổn hại đến lòng tin và sự kính trọng của quý phật tử dành cho đạo phật khi hiểu được hành tu tốt đẹp của sư minh đạo, dù thầy đã nhập thất, nhưng dòng người vẫn kéo đến tu viện vẫn vô cùng đông đúc. đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ và phước lành mà sư minh đạo đã mang lại. sự hiện diện của cộng đồng phật tử các mạnh thường quân đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các em nhỏ cũng như mọi người nơi đây. nhờ tấm lòng từ bi mà những hành trình thiện nguyện Tu viện Minh Đạo đã trở thành điểm đến của biết bao người. Những đóng góp về tài chính, thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác đã giúp nâng cao điều kiện sống cho những mảnh đời bất hạnh tại tu viện. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều đối tượng lợi dụng cơ hội này để tạo ra những trang fanpage hoặc hội nhóm lấy danh tu viện Minh Đạo để kêu gọi quyên góp. Trên thực tế chỉ là do những đối tượng lừa đảo tạo nên Sư Minh Đạo khẳng định bản thân cũng như tu viện không hề kêu gọi quyên góp gì. Mới đây, trên mạng xã hội chính thức của tu viện, thầy Thích Minh Đạo đã chính thức lên tiếng cảnh báo người dân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em xin kính chào các Phật tử gần xa. Hiện tại tu viện của chúng em cần được đính chính một vài thông tin đang nổi cộm trên các trang mạng thông tin của đại chúng việc thứ nhất là phật sự em đi bán nón cho các trường hạ để quyên góp tiền làm đường đó là sự kiện em làm vào mùa hạ năm ngoái và phật sự đó đã xong rồi chúng em cũng đã làm xong con đường đó rồi. Việc việc thứ hai sư minh đạo muốn đến chính là về các trang mạng xã hội mạo danh sư nói các trang mạng lấy tên tu viện minh đạo đang quyên góp tài chính cho tu viện. Tất cả các trang đó đều là lừa đảo, không đúng, bởi vì tu viện của chúng em chưa từng kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội. Tu viện của chúng em chỉ nhận sự cúng dường của Phật tử thập phương xa gần trở về tu viện cúng dường. Trong thời điểm gần đây, sư Minh Hưng và sư Minh Định là hai đệ tử của chúng em đại diện nhận và ở trên tài khoản chính thức của em thì quý Phật tử gửi về em đã nhận để lo cho tam bảo thì việc này em có còn em đến chính lại là tu viện không đăng bài kêu gọi các sự kiện có liên quan đến tu viện đều là lừa đảo không phải của tu viện minh đạo chính vì vậy quý khán thích giả xa gần quý mến tu viện minh đạo nên cẩn trọng sư minh đạo chia sẻ thêm trong hơn một tháng qua em đã nhập thất cho nên không có livestream giảng pháp các bài giảng trên mạng xã hội đều là những bài cũ được phát lại. Cho nên, quý Phật tử gần xa quan hỷ. Đừng nghĩ rằng em đang nhập thất mà vẫn livestream giảng pháp. Thật ra là đúng đến ngày 11 tháng 8 dương lịch năm nay, tức là ngày 8 tháng 7 âm lịch, em mới trở về tu viện để cùng anh em tổ chức lễ du lan báo hiếu cho quý Phật tử như em đã hứa. Cho nên, rất trân trọng gửi lời đến chính đến toàn thể quý Phật tử xa gần có cái tâm nghĩ về tu viện minh đạo thì nên cẩn trọng giúp em. Bởi vì theo em nghĩ, lời đề nghị của bá tánh gần đây yêu cầu em đến chính lại cũng có lý, vì bá tánh thập phương trong thời điểm này làm ăn rất khó khăn, không phải ai cũng có tiền dư để cúng dường mà để cúng dường cho một tu viện là bởi vì thương các chú tiểu trong tu viện và quý anh em tu học nơi đây mà gửi cúng dường. Nhưng mà gửi không đúng chỗ thì rất là tội nghiệp cho bản thân anh em trong tu viện cũng như là tấm lòng của quý Phật tử. Vì vậy một lần nữa buộc lòng em phải đính chính câu chuyện này. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin quý Phật tử lượng thứ cho. Sư Minh Đạo chia sẻ bản thân thấu hiểu ở thời điểm hiện tại nhiều bá tánh cũng làm ăn khó khăn. Nếu đồng tiền hay vật chất cúng dường mà nhầm chỗ thì tội cho họ. Chính vì vậy, Sư Minh Đạo quyết định lên tiếng đính chính để mọi người nâng cao cảnh giác. Những chia sẻ chân thành của Sư Minh Đạo khiến cho bà con Phật tử lại thêm phần quý kính Thầy. Sau khi nghe được những chia sẻ của Sư Minh Đạo đính chính là việc quyên góp từ thiện, nhiều người đã tỏ ra bức xúc, đồng thời họ cũng lên án và hy vọng những đối tượng xấu kia nên dừng lại. Lợi dụng lòng tin Phật Pháp để trục lợi thì quả báo rất nặng. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, bình yên, thận tâm an lạc để vượt qua gian nan thử thách này. Những kẻ lạm dụng danh nghĩa nhà Phật để lừa đảo tiền bạc sẽ phải gánh chịu quả báo. Đừng nên lạm dụng việc chung để lấy tiền cho mình, tội lắm. Ai muốn cúng dường tu viện minh đạo thì hãy đến thẳng tu viện chứ đừng gửi qua trung gian nào cả. Hiện tại, đoạn video đính chính của Sư Minh Đạo đang được lan truyền rộng rãi và trở thành đề tài gây tranh cãi trên khắp cõi mạng. Việc lợi dụng tôn giáo và lòng từ bi của các mạnh thường quân là một hành động vô cùng đáng lên án. Nếu nhìn theo lăng kính của nghiệp nhân quả trong đạo Phật thì đây là một trọng tội. Sư Minh Đạo cũng là pháp bảo của rất nhiều người Sư Thích Minh Đạo đã và đang cưu mang nhiều trẻ em mồ côi cơ nhở, không nơi nương tựa, về nuôi dưỡng và cho ăn học. Tu viện Minh Đạo, từ khi hình thành đến nay, ngoài việc hoạt động Phật sự tu tập thì nơi đây còn tiếp nhận các trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhở, không nơi nương tựa. Tu viện đã nhận cưu mang được gần 100 trẻ em mồ côi, những em không nơi nương tựa, hoàn cảnh bất hạnh để nuôi dưỡng và cho đi học hành như bao đứa trẻ bình thường khác ngoài xã hội. Mặc dù hiện nay cơ sở vật chất nhà chùa còn nhiều thiếu thốn, nhưng bằng tấm lòng từ bi nhân ái của mình mà Đại Đức Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện đã không quản ngại những khó khăn vất vả để cưu mang nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi lang thang cơ nhở, bất hạnh, để có được một mái ấm gia đình đầy tình yêu thương. Thầy Minh Đạo đã trải lòng, các chú tiểu không có vui không có hạnh phúc khi gặp những đứa trẻ cỡ tuổi như nó thế này mà tặng quà cho nó thầy chưa bao giờ đem các cháu ra để thầy kêu gọi quyên góp hay ủng hộ gì cả vì thầy sợ nhất cái cảnh mà người ta kêu gọi các cháu lên cho rằng các cháu mồ côi cô giáo mà gọi em này mồ côi nên giảm này giảm kia đó là một phần thêm nỗi đau vào lòng của các cháu nó đau hơn là mình cầm cây chim chích vào da thịt vì cái nỗi đau mà mất cha mất mẹ Hay không còn nhà cửa Không có người nuôi Thì cái đó mang đi hết một đời người Nó không có gì là hãnh diện Đây là những chia sẻ của Thầy Thích Minh Đạo Trong một buổi thuyết pháp với các Phật tử Những chia sẻ này có thể đúng hoặc không vừa ý Với một số người Nhưng đây là những kinh nghiệm mà thầy rút ra sau hơn 20 năm chăm sóc gần 100 bạn nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi. Theo các Phật tử, thì tu dưỡng minh đạo còn nhiều thiếu thốn, chưa có khả năng cho các cháu được một cuộc sống đủ đầy. Nhưng thầy luôn cố để cho các em được đi học, và quan trọng nhất là xóa bỏ những mặc cảm về hai chữ mồ côi. Những kẻ lừa đảo thường nhằm vào những người có tấm lòng thiện nguyện và niềm tin tôn giáo cao, bởi họ biết rằng những người này sẽ mở lòng và dễ đóng góp khi nghĩ rằng họ đang làm một việc tốt đẹp tích đức cho bản thân và gia đình đặc biệt những người lớn tuổi do hạn chế tiếp cận và kiểm tra thông tin trên mạng xã hội thường dễ bị lừa bởi những thông tin giả mạo được dựng lên một cách tinh vi đáng tin cậy trong thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp lừa đảo lợi dụng lòng tin của phật tử để kêu gọi quyên góp bán các vật phẩm liên quan đến phật giáo nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm tổn hại đến lòng tin và sự kính trọng mà quý Phật tử dành cho Đạo Phật. Cũng vừa qua ngày 7 tháng 4 năm 2024, trên trang mạng xã hội xuất hiện bài đăng mạo danh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin tiền xây chùa, chữa bệnh. Hòa Thượng Thích Quệ Thông, trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban pháp chế trung ương giáo hội phật giáo việt nam khẳng định hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam không có thông báo kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa làm từ thiện theo hòa thượng thích huệ thông mới đây nhiều phật tử ở tỉnh bình dương nhận được tin nhắn xin tiền ủng hộ xây dựng chùa chữa bệnh làm từ thiện ngoài ra những kẻ lừa đảo còn giả mạo thông báo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói rằng Ni sư thích nữ hương nhũ, quỹ viên thường trực ban Quản pháp Trung ương, phó trưởng khoa đào tạo từ xa, học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương bị tai biến đang nằm điều trị, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ. Hòa thượng Thích Quệ Thông nhấn mạnh, thường trực hội đồng trị sự khẳng định văn bản nêu sự việc như trên là hoàn toàn giả mạo. Thời gian gần đây còn có một số tổ chức cá nhân mạo danh tự ý sử dụng hình ảnh bệnh viện trên các trang mạng xã hội, Facebook, website, giả mạo số điện thoại để nhắn tin gọi điện giới thiệu các hội thảo tư vấn các dịch vụ, các loại thuốc điều trị hỗ trợ không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, hết hạn sử dụng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh, thậm chí là tử vong. Theo Hòa Thượng Thích Huệ Thông, những kẻ lừa đảo đăng trên nhiều hội nhóm để lừa đảo người dân. Những bài viết còn được chạy quảng cáo để nhiều người tiếp cận thông tin và ủng hộ tiền. Với kết quả được tương tác rất lớn. Hòa Thượng Thích Huệ Thông khuyến cáo người dân và các Phật tử chú ý cảnh giác trước các thông tin giả mạo, không chuyển tiền vào các tài khoản của những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội đây là một lời nhắc nhở đến tất cả mọi người cần phải cẩn trọng và cảnh giác hơn trong việc tiếp nhận thông tin trước khi góp tiền hoặc là mua những vật phẩm từ thiện quý phật tử cần tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này xin hãy để lại những ý kiến và suy nghĩ của quý vị ở phía dưới phần bình luận của video này xin để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy minh đạo hãy hành nguyện theo con đường tu hành theo chánh pháp của đức phật chúng ta cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo